Hôm nay Quân sẽ quay nhanh 4 chiếc xe sedan hạng C Corolla Altis 2022 710 triệu đồng, Fortuner số sàn 2020 form mới 865 triệu, Kia Sedona 2021 luxury máy dầu số tự động 950 triệu, Ford WeChat 2023 siêu lướt 18.000 cây 900 triệu anh chị ha. Đầy đủ các lựa chọn cho anh chị quan tâm từ 5 chỗ, 7 chỗ rồi bán tải. Bên Quân có đầy đủ cho anh chị lựa chọn đi Tết nha. Đầu tiên thì Quân sẽ quay chiếc Altis. Đây là phiên bản form mới rồi, form 2022 ha. Xe này là sản xuất 2022, đi 17.000 cây. Shop form này nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan, anh chị, có màu trắng ngọc trai, có gói an toàn Satisen. Đây anh chị, có cảnh báo lệch làn, tiền va chạm đầy đủ hết anh chị ha. Form này rất là đẹp luôn, rất là nhìn khá là trẻ trung nha anh chị. Altis không còn cái gì đó gọi là già nua nữa mà rất là trẻ trung rồi. Anh chị nhìn la răng này, nhìn còn mới tinh nha anh chị. Đa chấu phay hai màu anh chị ha. Tay nắm cửa thì mạ chrome và có tích hợp thêm nút bấm này anh chị. Tích hợp thêm nút bấm ha. Đây, chúng ta mở ra. Đây, ghế thì nội thất kem ha. Ghế chỉnh điện có chức năng phòng ghế làm có lỗ thông làm mát ghế lỗ thông này anh chị. 17.000 cây này. 17.000 cây cho một chiếc xe Altis 2022 có ga tự động này. Hộp số tự động này. Thắng tay điện tử auto hold đầy đủ hết, có chế độ lái sport thể thao, màn hình 9 inch. Rất là đẹp ha, nội thất kem này anh chị, ghế da hai màu 2022 ha. Xe này sản xuất 2022, nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan nha anh chị. Rất là đẹp luôn, xe lên phim cách nhiệt rồi. Xe này khá là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ha. 1.8 thì tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị có 5,3 thôi. Ở trong đô thị kẹt xe thì 9,3. Đây, rất là đẹp luôn anh chị, nội thất kem luôn anh chị ha. Mới tinh rất là mới luôn anh chị. Có hộp gió phía sau này. Rồi, nhìn tổng quan rất là đẹp, có ga tự động trên vô lăng anh chị ha, điều hòa tự động luôn. Điều hòa tự động hai vùng. Đó, nội thất kem 2022. Siêu lướt anh chị. Xe màu trắng ngọc trai nha. Rất là đẹp luôn. Xe này về là anh chị chỉ có sử dụng thôi, không có cần làm thêm bất kỳ một cái gì anh chị ha. Phiên bản 1.8V này anh chị, 1.8V ha. Xe này thì cốp thông với khoang hành lý với khoang ghế sau anh chị ha. Chúng ta có thể gập xuống là thông ghế ở phía sau. Rất là đẹp luôn anh chị. Lên thêm cái khay, lên cái lót tapi sàn Simili. Bộ đồ nghề tiêu chuẩn này anh chị, bộ đồ nghề tiêu chuẩn ha. Bánh sơ cua thì tất nhiên là vẫn chưa hạ rồi anh chị. Đó, còn mới tinh rồi anh chị. Lớp sơ cua vẫn chưa hạ, còn mới tinh ha. Rất là đẹp luôn. Đó, tất cả những đường ốc, keo chỉ, tất cả mọi thứ còn nguyên bản hết anh chị nha. Rồi, xe này 2022 đi 17.000 cây. Siêu lướt chỉ có giá là 710 triệu thôi, còn thương lượng nha. Xe này anh chị thích xe thì cứ tới trải nghiệm đi. Lái thử xe. Quân sẽ hỗ trợ thêm về phần giá nha. Anh chị nhìn này, mới tinh luôn ha. Xe này mới tinh luôn. Ghế da này, căng phòng luôn anh chị. Nội thất kem rất là sang trọng luôn anh chị. Gương thì tích hợp và xi nhan báo rẽ, chỉnh điện gập điện. Đăng kiểm còn tới tháng 6 2025. Rồi, một chiếc xe Corolla Altis 1.8V 2022 nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan, 710 triệu đồng còn thương lượng. Rồi, kế bên đây là chiếc số tự động số sàn Fortuner 2020 form mới anh chị, màu bạc biển Tây Ninh, đi 35.000 cây thôi. Rất là mới luôn. Chúng ta nhìn này, sơn zin gần như là 95% anh chị ha. Gương này, xi nhan báo rẽ gập điện và chủ có dán thêm cái chống dính nước này anh chị. Có lên thêm chén cửa rồi. Tiêu hao nhiên liệu thì 6-8 lít, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn anh chị. Có lên phim cách nhiệt rồi, lên camera hành trình, lên sàn Simili. Đây này, tần số 35.000 cây số này anh chị. 35.000 cây số cho một chiếc xe 2020 mới tinh luôn anh chị. Trần nguyên bản ha, xe còn rất là mới, ghế nỉ anh chị ha. Có lên DVD camera lùi rồi, lên camera hành trình luôn. Xe thì 2020 anh chị. Đây, thông số xe này 2020, xuất xứ Việt Nam.
đây ghế sau này, lên thảm sàn 5D cũng rất là đẹp anh chị ha, có cổng sạc ở phía sau luôn, có cổng sạc đầy đủ rất là đẹp luôn anh chị. Anh chị nào quan tâm chiếc 7 chỗ số sàn mâm vỏ này rất là đẹp anh chị ha, 35.000 cây thì còn mới tinh sáng choang anh chị. Bánh này rất là đẹp ha, đây là phần đuôi của chiếc xe này nhìn rất là đẹp luôn anh chị, lên phim cách nhiệt rồi, có camera hành trình, camera lùi đầy đủ hết. Bánh sơ cua này anh chị còn mới tinh, gầm còn rất là sáng, rất là đẹp luôn anh chị nha, rất là đẹp luôn, có 4 cảm biến sau rồi. Xe này 2020 form mới anh chị, 4 quả vỏ này còn mới tinh hả anh chị, lồng về tất cả mọi thứ còn mới tinh hả. 2020 mà đi 35.000 cây thì thực sự là xe này rất là cọp anh chị. Đây anh chị, rất là đẹp luôn, số sàn cam hành trình đầy đủ rồi, có thảm sàn 5D. 865 triệu thôi, còn bớt nha anh chị. Anh chị thích xe số sàn máy dầu tiết kiệm về chạy kinh doanh hay chạy gia đình thì cân nhắc chiếc Fortuner 2020 form mới ha. Rồi kế bên đây cũng là 7 chỗ, mà 7 chỗ là nhiều option đến từ nhà Kia, Kia Sedona 2021 Luxury phiên bản cao cấp nhất rồi. Máy dầu anh chị ha, máy dầu 950 triệu thôi, chúng ta đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe hai cửa lùa, hai cửa lùa máy dầu màu đen biển Đồng Nai, đi 67.000 cây anh chị. Ghế này vô đây là ghế điện liền anh chị ha, ghế điện có chức năng thổi ghế này, 67.000 cây này anh chị, 67.000 cây, có DVD camera lùi đầy đủ. Đây nút mở dầu, hai cửa sổ trời, nội thất màu be anh chị ha, rất là đẹp luôn. Đây này có nhớ hai vị trí ghế luôn anh chị. Kia thì quá nhiều option rồi. Đây này, vô lăng thì tích hợp ga tự động, hộp số tự động đầy đủ, thắng tay điện tử auto hold, rất là đẹp ha. Cửa lùa một chạm đấy anh chị, rất là đẹp ha. Kia thì nổi tiếng là nhiều option rồi. Sedona là một trong những chiếc xe gia đình mà rộng rãi bậc nhất trong phân khúc luôn. Cửa sổ trời, hai cửa sổ trời luôn anh chị. Đây, những cái nút bấm điều chỉnh này đầy đủ đây hết anh chị nha. Xe 2021, xe gia đình rất là rộng rãi luôn, hai cửa sổ trời, cửa lùa hai bên. Kia Sedona rất là đẹp ha, phiên bản Luxury này anh chị, Luxury màu đen hai cửa lùa, lên phim cách nhiệt, lên về che mưa. Đây là hàng ghế bên phụ, cũng là chỉnh điện anh chị ha, cũng là chỉnh điện. Có sạc thông minh này, điều hòa hai vùng này, màn hình này, camera hành trình này, lên sàn 5D này, máy dầu á. Xe này rất là mạnh mẽ nha anh chị. Anh chị mà chạy chiếc xe máy dầu của Kia thì rất là êm ái luôn. Rồi, chiếc xe 2021 Luxury máy dầu Sedona đang bán là 950 triệu. Anh chị quan tâm chiếc này thì cứ tới trải nghiệm lái thử xe, Phone có hỗ trợ ngân hàng. Rồi, kế bên là một siêu phẩm bán tải đến từ Ford. Ford WeChat 2023 màu trắng, mẫu mới đèn C. Màn hình bên trong trung tâm bố trí dọc, có cam 360, 18.000 cây thôi, 900 triệu. Màu trắng hai cầu, máy dầu 2.0 biturbo anh chị. Rất là đẹp luôn anh chị ha. Anh chị nhìn này, mới tinh luôn. Đó, nhìn bốn quả vỏ này. 2023 18.000 cây thì mới tinh à. Động cơ biturbo 2.0 nổi tiếng của nhà Ford. Có cam 360 độ này anh chị. Cam 360 tích hợp. Nội thất rất là mới luôn anh chị ha. Con này quá mới luôn. Ghế điện này có chế độ chỉnh hai cầu này. Đây này, chế độ chỉnh đầy đủ ở đây hết ha. Thắng tay điện tử này, chống chân trượt này, hộp số tự động này, màn hình trung tâm 12 inch, bố trí dọc rất là đẳng cấp luôn anh chị. Đây này, rất là đẹp ha. Vô lăng thì tích hợp ga tự động này. 18.000 cây thôi anh chị, 18.000 cây cho một chiếc xe rất là mới luôn. Nhìn ghế này mới tinh nha anh chị. Rất là mới ha. Nỉ thì nguyên bản anh chị ha, lên thêm cái sàn 5D. Rất là đẹp rồi. Đây hàng ghế sau này, bọc da này, rất là đẹp ha. Rất là sang trọng luôn. Có thảm sàn 5D này cũng rất là xịn sò anh chị nha. Rất là đẹp, có mấy cái bệ bước chân này, những cái chi tiết nhỏ anh chủ cũng đã lên rồi. Nắp xăng cũng ốp luôn rồi anh chị. Có luôn cái nắp thùng ha, rất là chất lượng luôn. Ford Ranger WeChat 2023 18.000 cây siêu lướt anh chị. Nhìn quả vỏ này, bốn vỏ mới tinh nha anh chị. Rãnh còn rất là dày luôn, như một chiếc xe mới luôn. Đây, rất là đẹp này anh chị.
Bánh xe cua thì chưa hạ ha, gầm bọng tất cả còn rất là mới luôn. Ford Ranger WeChat 2023 18.000 cây chỉ có 900 triệu thôi. Anh chị đã sở hữu ngay cho mình được một chiếc xe bán tải. Rất là đẹp luôn anh chị. Cam 360 độ tích hợp trên gương luôn. Đây. Hàng ghế phụ này anh chị. Rất là mới đúng không ha? WeChat này. Tất cả mọi thứ còn mới tinh nhỉ, ghế này anh chị. Anh chị nhìn gần ghế này. Mới tinh căn phòng luôn anh chị. Rất là đẹp luôn. Đây. Đây. Có sạc là thông minh luôn anh chị ha. Có sạc thông minh luôn. Rồi, vừa rồi là bốn chiếc xe đến từ sedan hạng C, 7 chỗ số sàn, Kia Sedona, Ford bán tải đầy đủ hết anh chị. Ngoài ra thì Quân còn một vài cái lựa chọn nữa anh chị. Fortuner thì cũng mới về một con số tự động nữa anh chị ha. Thì anh chị nào quan tâm chiếc xe nào thì alo ngay cho Quân. Quân có hỗ trợ là thu cũ và đổi mới, có hỗ trợ trả góp ngân hàng, có hỗ trợ là bao quay đầu. Anh chị quan tâm chiếc nào thì hãy liên hệ ngay cho Quân qua hotline hoặc là để lại ở phần bình luận. Anh chị nào quan tâm con xe nào thì hãy bình luận cho Quân thì Quân sẽ gọi điện trực tiếp cho anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị đã coi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.